Hiện tại tối nay thì mình đang ở Lai Châu cả nhà. Thì bây giờ sắp sửa thì có những người phụ nữ, người Khơ Mú, người bạn trẻ, người Khơ Mú. Họ sẽ là biểu diễn những điệu múa xòe. Múa Khơ Mú. Múa Khơ Mú. Đúng rồi. Em là người Khơ Mú hả? Vâng ạ. Hôm nay là em múa hay là em nhảy? Hay là em múa và nhảy. Múa và nhảy luôn. Là cái đó là trang phục truyền thống của mình hay sao? Dạ vâng ạ. Điệu nhảy truyền thống hả? Điệu nhảy truyền thống hả? Đúng không em? Ok. Rồi không chờ nha mọi người. Những đường nhảy của cô gái người Khơ Mú nhé. Đêm nay thì mấy anh em mình có tổ chức một live show nhỏ nhỏ ở đây thì có mấy anh em đưa siêu và mấy người ở đây chơi thì bây giờ hàng hoàng chào đón Ái Mí và Pơ nhá. Ái Mí và Pơ đang trên đường đến đây rồi đây. Thì là đón Ái Mí và Pơ. Oh hello mọi người. Hello Ái Mí. Đây các bạn ạ, đây là mình đang ở chùa Mạnh Đông chào mọi người nhá. Anh nhiều mấy quen đến đây là gặp Ái Mí chứ không gặp Ái Mí là buồn lắm các bạn ạ. Hello. Ôi mày quá, mày quá. Cảm ơn nhé. Sờ tay thế nào? Hôm nay là mọi người đi đường xa thì bây giờ đi. Mà không, em là hào hứng gặp mọi người nên là vui lắm. Vui lắm à? Vui thì được. Vui là được rồi. Đây là những cô gái người Khơ Mú. Như cái điều nhảy đây thì nhảy một lần mấy người em? Bốn người hả? Chỉ bốn người thôi, ba người cũng không được hả? Dạ, bốn người cũng được anh. À, tại vì đội của mình hôm nay đi là có ít người nên là bốn người thôi đúng không? Bạn gái này tên gì? Dạ, em tên là Thảo ạ. Thảo hả? Dạ. Em tên gì? Em tên là Thu ạ. Thảo Thu. Em tên gì? Em tên Yến ạ. Yến tên giống người Kinh nhỉ? Anh tưởng là nếu mà người bản địa thì sẽ tên khác chứ. Rồi bắt đầu diễn rồi các em. Giờ chờ mọi người chờ để các cô gái người Khơ Mú rất xinh đẹp luôn. Xinh đẹp lung linh luôn. Rồi các bạn ra nhảy múa cho mọi người xem nhé. Đây là hậu trường các bạn đang chuẩn bị ra sân khấu. Thank you.
Hay quá, hay quá. Em ơi, cái nhảy đẹp quá, cái bài nhảy nãy là bài gì đấy? Nãy là cái bài nhảy là bài gì đấy? Thêm một bài nhỉ, nữa là cái bài nhảy nữa. Cái bài vừa nãy nhảy là bài gì đấy? Bài vừa mới diễn lúc nãy là bài Thần Khác Biệt Tiếng Em ạ. À. Bây giờ em xin gửi tới quý vị khán giả là bài Vũ Điệu Anh Lạ Ơi ạ. À, Anh Lạ Ơi là sao nó à đấy hả? Ok em. Ờ cho sang vào bài đi. Thank you.
tay, vô tay. Nói chung là vừa sinh gái mà vừa múa rẻ múa hay. Nhưng học múa được lâu chưa em? Bài này từ chiều nay. Bài này mới học chiều nay. Mới học chiều nay sao múa đẹp thế? Này chắc là có cái à? Chắc là có cái ren từ nhỏ giờ biết múa rồi đúng không? Dạ, không biết rồi cái nhà. Chắc là anh muốn ở đây luôn, không muốn về, hay là có chỗ ở cho anh ở không? Hay là ở đây thì có gặp ăn không? Muốn ở không muốn về luôn á. Chờ thiếu gì anh ơi, sợ anh không ở thôi. Chụp một cái ảnh. Bên cái khăn này nhá. Rồi, chụp đây. Có cái nào không? Đây đây ạ. Đây nha. Như một bài múa này là có một bộ đồ hả? Và để mà nói thì người Thái thì nó sẽ mặc bộ khác, mà người Thường múa nó sẽ mặc bộ khác. Như đồ các em đang mặc là đồ người gì ấy? Dạ, em đang mặc một chiếc, em đang mặc một bộ là áo cóm với váy Thái giống như bộ này ạ. Còn cái bộ màu đỏ lúc nấy là của người dân tộc Khmer ạ. Như chân gốc của em là người Khmer hay là người Thái? Dạ. Như chân gốc của em là người Khmer hay người Thái? Dạ, chân gốc của em nói để mà nói đi, chân gốc của em là người Khmer. Nhưng mà nói chung là em có hơi lai lai một tí Thái từ ông ngoại. À, ông ngoại dạ. Người Thái. Dạ, vâng. Bạn này xinh nhất đấy. Chụp chung với bạn xinh nhất đi. Anh thì đã chụp hết rồi. Chụp hết lượt rồi. Chụp em này à? Chụp với em xinh nhất này. Ai chụp? Em chụp à? Anh đã quay. Em đứng quan trọng như thế, đi lại người ấm lòng ta, tay chung tay đến đây.